Hello nha Nam. Còn lại con sub 110 chắc xe nhìn đẹp quá Nam. Lên đây cho Nam mua luôn cho hết luôn nha Nam. Xe này giá cũ 24 giảm 2 triệu cho Nam ha. Tại xe này nó đi lên lốc rồi. Vỏ theo xe còn một cái gì đó, có nghe còn cái. Còn cặp luôn anh em ơi. Nè, vỏ sau nè. Lộn cái chiếc bản tem kỷ niệm. Chiếc bản tem kỷ niệm mới còn cái chiếc đó bán rồi. Còn xe này lên lại cho anh em luôn. 2016. Quay cái đầu bò cho anh em coi nha. Vậy cà phê hết sảy ha. Này này nó bọt mẫu à. Cục máy đẹp quá. Máy lốc đẹp. Đây sao? Đúng rồi, xe số à. Nhưng mà xe số á, xe vỏ có ruột á. Ô đô tầm 20k thì vỏ còn là đúng rồi nha em ha. Nhưng mà đúng mô đô 20k thì vỏ nó còn phải rồi. À, ở trong. Còn con duy nhất up lên cho anh em luôn. Về cà phê cà pháo. Đậu hư cái bình. Để lâu quá. Để lâu quá không có chạy đó. Mở cái nghe nó lên cái. Máy bao im gì đây em ơi. Rồi, anh em mua ủng hộ liên hệ em nha. Xin cảm ơn.